Đói quá. Mỗi việc đến mùa đón sáng ngủ nấu thế. Đói quá. Thôi Hiếu ơi, chịu khó nhịn một tí đi. Tí nữa anh Phương về anh mua đồ ăn cho, chịu khó đi. Đói quá. Hiếu ơi, chị ơi, anh về đây. Về Hiếu ơi, chị ơi, anh mua rồi này. Mua kiểu gì mà cái bánh mai thì thấy đâu. Hiếu, sao em nói chuyện với anh Phương không thế? Anh Phương ơi, kệ em Hiếu đi. Anh cho em bánh mì để em ăn còn đi học ạ. Đây của em đây. Vâng, em xin ạ. Đi học đi nhá. Vâng ạ. Thế rồi, sao con chưa tưới? Oh no. Cho em vay tiền, em hứa là em sẽ trả đúng hẹn anh ạ. Thế chú vay bao nhiêu? Anh cho em vay 1 triệu đi. À không, 5 triệu luôn anh ạ. 5 triệu á? 5 triệu thì anh có. Nhưng mà phải đúng hẹn đấy. Phải cũng phải trả cả lãi gốc chưa? Em hứa, anh mà em uy tín này mà. Em có 5 triệu. Nhưng mà phải trả đúng. Vâng, em xin ạ. Huh? Chú về đừng để làm gì. Dạ không ngủ gì đâu ạ. Anh cứ về trước đi, tí em về sau anh ạ. Thế thôi, buổi lái anh về trước anh. Vâng ạ. Vừa chơi hết tiền. Oh no. Hả? À, thì có tiền tiêu vặt mãi mới được mua được chiếc mũ cho anh Phương. Cho anh Phương vui lắm rồi. Yêu đứng ở cột điện làm gì thế nhở? Thôi mình vừa mới mua được chiếc mũ cho anh Phương, nhưng khoe với Yêu mới được. Ê Yêu ơi, em đứng đây làm gì đấy? Không có gì đâu anh ạ. Em mới ở nhà bạn em chơi ra mà. Anh vừa mới mua được chiếc mũ cho anh Phương này, đẹp không? Lúc nào anh Phương tiền nó không cho em đi. Thôi đi về đây. Quá. Tiếng này sao hôm nay lạ thế nhỉ? Anh Phương em đi về đây anh Phương ơi. Phương em về rồi. Anh đưa về rồi đấy à? Nó bị sao thế em? Em cũng không biết ạ. Anh Phương ơi, em có một món quà tặng anh này. Đây này. Wow. Em lấy cái mũ này ở đâu? Mà đẹp thế. Dạ, đấy em tích tiền mua tặng anh đấy. Cả anh đi đường cho đỡ nắng gió ạ. Em cảm ơn chị nhá. Mũ đẹp quá. Thôi anh Phương ơi, đi vào nhà đi, cả mưa rồi. Cả anh ốm thì ai lo cho bọn em. Đi vào nhà đi. Vâng ạ. Mũ đẹp quá em nhỉ. mới ngày hôm nay anh mệt lắm rồi. Em muốn đi xe điện sáng đi ạ. Quay à? Không, chạy em không đi đâu đâu. Không ai đi lựa chúng đâu. Bố tiền nó trả anh mau. Trương ơi, hôm nay Trương ngoài đồng vui nhỉ? Vui rồi em ạ. Xin đưa bạn mấy con ếch này ạ. Ếch quả này to lắm nhá. Ô, anh Vương ơi, ai kia mà túm cổ Hiếu đấy kìa. Anh không biết nữa. Đi xem ạ. Vâng ạ. Đi ra. Cái bạn này, bạn ở đâu? Nó sao thùng của em tôi? À, đúng rồi, anh đâu ấy? Em không ấy, vay tiền cho tôi. Đến ngày rồi à, em không trả, tôi bị thùng chứ. Anh Vương, anh chị ơi, cứu em đi. Cứu em này, trả tiền anh đi. Em tôi, là anh bao nhiêu? Đúng rồi ấy. Em anh, vay tôi 5 triệu, trả lại hết trước 7 triệu, trả đi. Được rồi. Ở đây, tôi có 1 triệu, anh cầm trước, mấy hôm nữa qua tôi đưa. Kìa, anh cẩn thận đấy nha, may là mày hôm nay ấy. Vương ơi, anh cho em xin lỗi nhá, từ lần sau em sẽ cố gắng học hành và không ham chơi nữa đâu. Nhớ đấy nhá, không còn lần sau đâu. Vâng ạ. Được rồi, hai đứa vào nhà đi. Vâng ạ.